Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai nhà kế bên. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh, họ tên đầy đủ là Lê Thị Thanh. Sinh năm 1987. Em đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm công việc gì? Dạ, em đang là thiết kế gạch cho một công ty giày. Mình ở Vũng Tàu nên đây tham gia chương trình luôn hả em? Dạ, đúng rồi chị. Rồi, rồi mời bạn em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Quang Trung. Năm nay 34 tuổi. Đến từ Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Ồ, hay quá. Trùng hợp rồi ha. Hiện đang công tác tại công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu. Anh ơi, anh ở huyện nào với anh? Ở Xuyên Mộc. Em ở Châu Đức anh. À chà. Ôi chừng có bà con không đó. Không có gặp lên người hỏi vòng vòng thành bà con đó. Anh ơi, anh quê gốc ở đâu với anh? Anh quê gốc ở Quảng Trị em. Vậy là chắc không bà con rồi. Tại rồi. Em quê gốc ở Bình Định. Vậy hả? Vậy là chắc rồi ha. Rồi, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của em á thì có thể biết nấu ăn, may vá, còn có thể cắm hoa. Và một cái nữa là nhiều khi là tư vấn tình yêu, mặc dù là tình yêu của em thì chưa đi đến đâu. Tư vấn cho người ta luôn. Ghê quá. Dạ. Rồi, còn khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em thì không có cảm thụ âm nhạc chị. Có thù với âm nhạc? Không cảm thụ được, tức nghĩa là em nghe thì em biết hay đó, nhưng mà cái em thuộc thì em không bao giờ em thuộc được hết. Từ đó đến nay em thuộc được bài. Em sẽ hát bài một đoạn ở trong bài đó. Rồi, em hát đi, hát đi. Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào. Hát ít thì mình đi lạc ít, hát nhiều mình đi lạc nhiều. Dạ đúng rồi chị. Đúng rồi. Âm nhạc với em không có bà con thì đừng lo. Dạ đúng rồi anh. Rồi, bạn trai bạn có bà con với âm nhạc không? Dạ còn có chút có ai đâu làm câu thứ coi giống bên kia không? Dạ xí em nhờ vô mang lên em hát được không? Rồi chút hát cũng được. Dạ em có những ưu điểm gì khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em thì sống tình cảm, hay quan tâm chia sẻ với người khác, nấu ăn được và chơi được tất cả các môn thể thao. Trước kia em cũng học thể thao ra. Tốt. Dạ. Tốt quá. Có cái tật xấu khuyết điểm gì không? Tắm hơi nhanh nên cái gì? Tắm nhanh hả? Dạ tắm chừng nhanh là bao lâu? 2 phút chị Tướng ơi. 2 phút mà tắm sao tắm trời. Dạ chừng 2-3 phút làm xong thôi. Tao em diễn tả thôi, em vô nhà tắm làm gì có 2 phút em ra. Thì em vào nhà tắm xong cởi áo quần ra xong vậy là hết 2 phút rồi còn gì nữa. Cởi áo quần ra xong mặc vô gì. Đâu em làm thử, em đứng về em làm thử sau 2 phút rồi. Bấm đồng hồ 3, 2, 1 bắt đầu. Trời ơi. Trời làm gì dạy giặt vậy đó. Tắm 2 phút ra chắc xà bông còn nguyên quá à. Sở thích của em là gì? Em thích trồng hoa, đặc biệt là xương rồng. Và thích đi du lịch. Cái mục tiêu của em năm nay là sẽ đi Sapa. Và hy vọng là lên đây tìm được người đồng hành. Em trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà tính ra mà chính thức á, thì chưa có mối tình nào. 31 tuổi chưa mối tình nào hết trơn. Dạ. Ngoài những cái sở thích đó có em có cái sở thích gì đặc biệt không? Sở thích đặc biệt là ví dụ như thế nào vậy? Ai biết em? Không, em có một cái thế này, không biết là phải là sở thích của em, nhưng mà khi em nói ra thì sợ người ta nghĩ là bị biến thái. Hả? Gì ghê vậy? Dạ, em thích nhìn vô mông người khác. Nhìn vô mông người khác. Khi người ta mặc quần jean. I'm sexy and I know it. Sở thích gì kỳ lạ vậy trời. Sao? Mông anh Linh sao? Cái này là do cái bệnh nghề nghiệp chị. Ủa sao em làm gì mà bệnh nghề nghiệp nhìn mông người ta? Tức nghĩa là em là học công nghệ cắt may ra. Và em làm bên sản xuất quần jean anh. Cứ thấy quần jean là nhìn thôi. Ủa dạ. Nhưng mà em nhìn như vậy em có thể biết được số đo không? Dạ cũng có thể xê xịt chút xíu anh. Biết được tính cách con người không? Thì nói chung là chị nhận xét được khoảng 50 thôi. Còn 50. Cái mông liên quan gì tới tính cách con người? Không chị, có nhiều khi có liên quan đó chị. Mông càng bự là người đầy tình cảm. Mông mà hơi lép là người khô khan. Mông vừa vừa là con người nhẹ nhàng, dịu dàng. Mông mà không,
Không có cái gì hết. Là căng mong cô lắm. Em đứng lên coi mông cái coi. Kiểm sức qua đây. Kiểm tra mông. Trời ơi mông kỳ vậy. Ông nói chú cái mông ra chứ ông làm gì vậy? Đó. Đó. Mông anh đó. Này khổ không. Mấy em? Này mông đó hơi lép à? À, đúng là hơi lép. Nếu mà quần rinh thì khoảng size 29 thôi. 29 đúng, dạ. Luôn. Đúng luôn. Đúng luôn. Trời ơi quá xuất sắc. Mình không đoán đúng luôn. Hay. Đoán sơ sơ rồi tính cách ảnh thế nào? Em thấy là một người có thể là biết quan tâm chia sẻ người khác. Mông lép. Sao đoán chọc với anh Linh vậy? Nên là anh Linh nói là anh Linh tự đô Linh lên một chút. Tự đô. Bên kia coi như là có sở thích nhìn mông người khác. Còn em có sở thích gì? Nhìn đuôi người khác. Nhìn đuôi hả? Không thấy đuôi. Bên kia tình trường sao? Bên này người ta chưa có mối tình nào đó nha. Em ế 16 năm rồi. Là trước 16 năm có chưa? Dạ, trước 16 năm thì cũng có quen một người à. Sơ sơ cảm nhận cảm tin vậy thôi chứ không có yêu. À, vậy là có nghĩa là cũng chưa có một mối tình nào chính thức dạ, hết. Dạ chưa chị Tương ơi. Ủa mà em có biết lý do tại sao mà em không có bạn gái không? Dạ em hơi nhát gái. Thì rồi. Lo nhìn đùi người ta không. Rồi bây giờ em thích tìm một người bạn gái như thế nào nè? Dạ một người bạn gái của em thì cao từ 1m50 đến 1m55 được rồi. Rồi gì nữa? Dạ đùi bự bự thì càng tốt. Đùi hoài vậy rồi tiếp gì nữa? Dạ tính vui vẻ hoa đồng vui vẻ. Em thích một người bạn gái. Chào chị. Cả tính một tí. Ừ. À, nếu như mà ưng ý thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu ưng ý đẹp nhất thì cuối năm nay là cưới rồi. À mình đã có dự kiến có nhà riêng rồi này kia chị bao dạ, lâu nữa? Thì em cũng tích cóp mua được miếng đất ở dưới. À dạ. Vậy thì tốt quá. Lấy nhau về vợ chồng cố gắng làm ăn cái mình xây nhà lên là mình an cư lạc nghiệp ha. Dạ bỏ vào đây là mình thấy rồi chút xíu nữa rủ bạn gái ha. Ha dạ. Cái điều gì em không thích ở bạn gái? Dạ không thích bạn gái ở dơ. Em mới tắm 2 phút em mới ở dơ đó. Bên đây tắm bao lâu cưng? Dạ nếu mà gọi đầu luôn thì chắc cỡ 1 tiếng. Tiếng mấy ngày tắm 1 lần? Dạ ngày nào cũng tắm chứ chị. Đó, ngày nào cũng tắm 1 lần 1 tiếng. Dạ được chưa? Dạ rồi. Chị thấy cặp này ổn đó. Em gái muốn tìm mẫu người bạn trai hay sao nè? Em muốn tìm mẫu người bạn trai thì cao cho mỗi 65. Mét 65? Có. Mập một chút chị. Em thấy mông rồi sao mập được? Đó là mong muốn anh. Mong muốn mập không? Dạ thì đúng phải rồi. Phải nuôi thôi. Rồi gì nữa? À, biết quan tâm và chia sẻ. Đừng có tính chi ly quá. Em có chi ly, có keo kiệt không? Dạ không anh. Anh đây dễ thương mà. Dạ. Rồi còn gì nữa không em? Em không thích mẫu người bạn nam á, đỡn tay dài. Hãy đưa hai bàn tay lên coi. Cắt hết rồi. Thợ điện là cắt sạch sẽ rồi. Dạ vậy được rồi anh. Rồi. Được rồi ha. Dạ. Dạ bạn trai đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với bà ngoại, bố mẹ ở ngoài Quảng Trị vào với lại cầu Di. Với tất cả các đồng nghiệp của em ở dưới điện lực. Đi bao nhiêu người? Dạ tổng cộng 22 người ạ. Trời ơi 22 người. Dạ chào gia đình nhà trai. Con mời lực lượng đàn trai hùng hậu quá hả? Dạ con chào cô. Dạ. Đầu tiên tôi xin chào anh Quỳnh Linh. Dạ. Và cô Cát Tường. Dạ. Và chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là người Quảng Trị. Dạ. Con tôi chăm chú gia đình lắm. Nó làm việc nhiều. Mà biểu nó yếu thì nó nói không. Đến tuổi 35 con mới cưới vợ. Bạn gái ở bên này thì mẹ thấy cũng cứng rắn mà cũng vui vẻ. Thế nói chung là hai con là tìm hiểu và cho nhau một cơ hội tốt nhất. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ cho con thêm ý kiến ông ngoại đi. Cho con thêm ý kiến của ông ngoại. Xin chào tất cả các anh chị trong hôn trường. Xin chào anh Cát Linh và Cát Tường. Dạ. Có cháu gái ở đây thì tôi thấy rằng là được, rất là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn ông. Cũng giống như các cháu hồi nãy á, nhìn cái mong có thể đoán được, biết được là cái là số bao nhiêu. Dạ. À thì riêng của ấy là tôi có thể nhìn cái ngoại hình và nhìn cách thức, tôi có thể biết được nội tâm và cách sống của con người đó như thế nào. Rồi hay quá. Ông ngoại hay quá. Vậy là ông ngoại hợp với cháu dâu quá rồi. Còn về vấn đề cái hai cháu thì cái đó là tùy. À, tại vì cái việc này là việc trăm năm. Khi mình mà đã không có hạnh phúc thì bất cứ một cái việc gì mình làm cũng không được. Ta cũng nên cố gắng tạo rất nhiều điều kiện cho những cặp như thế này. Yeah. Chương trình này rất là hay. Cảm ơn ông ngoại. Rồi, hai bên ủng hộ hết rồi ha. Anh Linh cho em xin ý kiến của bên đoàn thanh niên. Chào anh Nguyễn Linh.
chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì em làm chung với anh Trung cũng được 5 năm rồi. Anh Trung thì tính tình rất là vui, rất nhiệt tình, chung là người sống rất là có tâm. Bạn nữ á thì thấy rất là vui vẻ, cá tính, rất lanh, nhưng rất thích hợp với anh Trung. Yeah. Nhưng cũng mong anh sẽ có được cái bến đổ cuộc đời anh. Rồi, cảm ơn bạn. Hôm nay em đi với ai? Dạ, anh đi với em trai và hai bạn đồng nghiệp. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi, chào, chào em. Toàn thể quý vị khán giả của trường quay. Dạ, em là em trai của chị Thanh. Thì chị Thanh ở nhà là một người rất là vui vẻ, rất hòa đồng và rất biết quan tâm tới gia đình và mọi người xung quanh. Ừ. Anh bên này thì là anh là một người rất là chững chạc và có công việc ổn định. Và theo em nhận xét thì hai người là ở gần nhau thì cũng là một cái điều kiện tốt để hai người có thể tiến tới và phát triển mối quan hệ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Đến chương trình hôm nay thì anh có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây là con heo đất, hy vọng sau này chúng ta sẽ là gửi gắm tình yêu vào đây để cho nó đôi ta sẽ hạnh phúc hơn. Em cảm ơn anh. À, đây là cây xương rồng, em rất là thích trồng xương rồng. Thì em hy vọng là cây xương rồng này sẽ là em và anh có thể vun đắp vào và có thể gầy thêm loại xương rồng khác nữa. Rồi, em cảm ơn. Chúng ta có mấy phút để trò chuyện với nhau. Dạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ là tình yêu thì phải chia sẻ và quan tâm lẫn nhau và phải chung thủy. Anh vậy gác xui già dối. Anh cảm nhận về em như thế nào? Nhìn em xinh gái, linh, có cá tính, khá là chững chạc. Dạ. Nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì phải trên 6 tháng hoặc năm. Cuối năm là ok phải không? Dạ chắc. Anh thích mang sinh mấy đứa con? Anh thì hai là đủ rồi. Nhà em rất là đông anh em, tới 7 anh em lận. Đúng rồi. Thì em rất là thích là trên 3 hoặc 4 người con. Trời ơi, nuôi nổi không? Chịu nổi không em? Dạ, cố gắng gì? Cố gắng hả? Dạ. Kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Kinh tế thì chắc chắn vợ sẽ là người quản lý đó, trong mang tiền về cho vợ. Anh có thích đi du lịch không? Đi du lịch thì anh thích đi du lịch. Nhưng mà muốn đi Sapa một chuyến. Sapa, Lào Cai. Em có dự định mục tiêu của năm nay á thì sẽ đi Sapa vào cuối năm. Hy vọng anh sẽ là người đồng hành với em. Rồi, ok. Cặp này rất lanh. Anh đối đáp với nhau không cần MC luôn. Bây giờ không nói nhiều nữa. Hai bạn nhìn thẳng vào mặt nhau. Hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại. Chị Tương cho em hát một bài hát trước. Được, rồi, em tiến tới nói. Hát tỏ tình với bạn gái luôn. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Đừng làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù anh đau anh vẫn xin chấp nhận. Trời ơi, quá dữ. Lần đầu tiên có một người bạn trai đến với chương trình tự tin mạnh dạn hát tỏ tình và hung tay bạn gái luôn. Đấy, xuất sắc, mạnh dạn thôi chứ. Được. Hai bên bắt đầu để tay vào nút bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, tìm cái nút đi. Tìm được nút bấm sẽ tìm được vợ. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình nha. 1 2 3 Hết thời gian. Đó. Quá mạnh, đi đâu trời ơi. Hung luôn. Nhảy xuống luôn hả? Rồi hung luôn. Trời ơi. Quý vị thấy không? Họ cùng ở Vũng Tàu, họ cùng ở một nơi mà có thể họ đã gặp nhau rồi nhưng mà cũng chưa bao giờ họ tiếp xúc với nhau. Ngày hôm nay thực chất trên chương trình Bạn Muốn Hò, họ đã chính thức có duyên với nhau. Đẹp đôi ha. Chàng trai hơi ốm chút xíu, cố gắng nuôi ha. Dạ, hơi tốn kém ha. Sắc lại là vừa đẹp. Giờ thấy mông sao rồi? Một cái mông là mình có vỗ béo cho nó bự lên được không em? Dạ, em nghĩ là nó phải có cái gì đó kích thích lên nữa vậy.